Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái màn hình chào mừng của chatbot. Ở đây tức là khi mà một khách hàng vào fanpage của mình hoặc là bắt đầu nói chuyện với chatbot thì nó sẽ hiện lên cái màn hình này. Thì ở đây là Chatviewer nó đã đưa ra những cái mẫu có sẵn cho mình rồi. Ví dụ tôi sẽ xóa hết để chúng ta sẽ làm lại chẳng hạn. Ở đây thì mọi người sẽ thấy, ví dụ bây giờ chào chẳng hạn, các bạn chào. Ở đây thì Chatviewer hỗ trợ chào theo tên của khách hàng, tức là tên mà họ đăng ký với Facebook á. Ví dụ mình ở đây mình có thể gõ lệnh như thế này mọi người nhá. Đấy, thì nó sẽ ra này. Đấy, ví dụ chào fit name này. Đấy, đã đến nhá, với fanpage của chúng tôi nhá. Đấy, thì cái này tùy mọi người viết và chúng ta có thể làm rất là nhiều thông tin vào đây. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn thêm hình ảnh vào đây chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn tab này. Chúng ta muốn thêm cái tạm thời đang chờ trả lời chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thêm tab này. Đấy, cái này chúng ta có thể kéo lên hoặc kéo xuống. Thì đây là một ví dụ mà cái màn hình chờ của tôi chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ chào tên người đó này, cảm ơn này. Và ở đây nó sẽ có các cái menu tiếp theo. Thì những cái menu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người ở video sau nó chi tiết hơn để từng cái chức năng. Thì trong video này thì tôi chỉ muốn nói mọi người đó, ok, đó chúng ta cách thiết lập một cái màn hình chào mừng. Thì ví dụ chào bạn này chẳng hạn, và chúng tôi sẽ có một cái gì đó cho bạn chẳng hạn. Đây, tiếp tục ở đây chúng ta muốn text gì đây chẳng hạn. Nên chúng ta đẩy lên đây nhé. Đấy. Rất vui được làm quen này. Bên dưới vui lòng chọn thông tin bên dưới, ok. Ví dụ thông tin tôi muốn là mua hàng chẳng hạn. Đấy, thông tin tôi muốn là vào thư viện nhé. Ok luôn. Và gọi hotline nhé. Đấy. Và chúng ta muốn khách hàng làm được những cái chuyện này này. Thì trong video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thiết lập các blog ở trong chatbot, hay còn gọi là các câu trả lời mà nó định sẵn ở trong chatbot. Thì khi khách hàng vào á thì nó sẽ hiện lên. Ví dụ bây giờ ở đây tôi sẽ có tab là mua hàng đi. Tab này là tab danh mục sản phẩm chẳng hạn. Ok. Thư viện tức là thư viện chẳng hạn. Thư viện là những cái hay mà tôi muốn tặng cho khách hàng. Đấy. Còn hotline chẳng hạn. Ok, đây chúng ta có thể có này, đưa đường link đăng web này, hoặc là số điện thoại này. Ở đây thì đấy, chúng ta có thể cộng, ta nhớ chọn cộng 84 nhá, của Việt Nam mình nhá. Đấy, 9030393935 nhá. Ok, và mỗi cái này nó chỉ thêm được 3 cái thôi. Bây giờ mọi người muốn thêm nữa thì chúng ta chọn thêm một cái nữa. Thì chúng ta có thể thêm địa chỉ web, nói chung rất là nhiều thứ. Thì đây chúng ta có nút xóa này, di chuyển này. Tôi sẽ test thử cho các bạn xem khi mà khách hàng truy cập thì nó sẽ như thế nào nhá. Đây chúng ta có cái nút test này. Rồi. Ok. Rồi bây giờ chatbot đã gửi một cái tin đến cho tôi rồi. Đấy. Đấy, thì khách hàng đấy, nó sẽ hiện lên chào Cương. Đã đến với page của chúng tôi, rất vui làm quen, vui lòng chọn thông tin bên dưới. Thì khách hàng mua hàng thì kích vào đây, khách hàng vào thư viện, ví dụ như tôi có những cái kiến thức cho khách hàng chẳng hạn, họ muốn gọi số điện thoại chẳng hạn thì ấn đây. Đấy, nó sẽ gọi cái số này. Đây. Hoặc là ấn vào mua hàng thì nó sẽ ra mua hàng. Thì hiện tại thì chúng ta chưa cài đặt cái nút mua hàng nó có thông tin gì bên trong đó chẳng hạn. Thì ở đấy thì tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người chi tiết ở cái video sau là chúng ta sẽ thiết lập cái menu này như thế nào.
hẹn mọi người ở video sau. Và chúng ta hãy chuẩn bị trước một cái kịch bản để khách hàng rất là ấn tượng khi mà vào và gặp chatbot mọi người nhé. Chúc mọi người thành công.